tôi cũng đã chuẩn bí mật cho đến phút cuối và mong rằng khi đến tham gia show lần tập The Glory ngày hôm nay, quý vị sẽ có những giây phút vừa bất ngờ vừa thú vị, cũng như đây sẽ là một trải nghiệm hết sức thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Chuẩn bị bước lên thảm đỏ của chúng ta ngày hôm nay, thảm đỏ của Fashion Show The Brody của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để chào đón sự xuất hiện của Á hậu Lương Mỹ Kỳ. Thưa quý vị, cho quý vị cũng có thể thấy là Lương Mỹ Kỳ đang cùng sải bước trên thảm đỏ của buổi tối ngày hôm nay, và đặc biệt là có một người bạn đang đến cùng với Lương Mỹ Kỳ ngày hôm nay. Wow. Bồng bồng nhớ nốt một hồi đưa bài. Quý vị thân mến, Á hậu Lương Mỹ Kỳ của chúng ta đang cùng đến thăm show diễn ngày hôm nay cùng với một bạn thú cưng rất là dễ thương à. Các quý vị cũng thấy đúng không ạ? Wow, một nhà phát tay cho Lương Mỹ Kỳ về sự trang dạ và thật là đáng yêu trong buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Á hậu Lương Mỹ Kỳ, chúng ta sẽ cùng bước về phía phỏng vấn của thảm đỏ ngày hôm nay để chúng tôi xin được phỏng vấn Lương Mỹ Kỳ một vài câu hỏi. Wow. Ngày hôm nay để mà chuẩn bị cho show diễn ngày hôm nay thì bạn phải chuẩn bị lâu không, và bạn có phải tập luyện với em thú cưng của mình không để có được một shot hình thật là đẹp? Dạ, thì với chị là em tập luyện có nửa tiếng đó chị. Wow. Dạ. Nhưng mà chị có sợ bé này không? Không sợ lắm, bởi vì là thấy Lương Mỹ Kỳ này rất là tốt. Cảm giác của em là em thích liêm nó bò. Và em chúc cho bộ sưu tập lần này sẽ thật sự là nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn là luôn luôn hoàn hảo. Xin cảm ơn Lương Mỹ Kỳ rất nhiều. Thưa quý vị, đang cùng tham gia thảm đỏ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng chào đón Mistin Gia Hân. Thưa quý vị, và đến thời điểm này thì Hiếu Nghĩa và Thanh Thanh cũng đã nhận thấy quý vị khách quý, quý vị quan khách cũng như là những celeb của chúng ta đã bắt đầu đến với thảm đỏ trong buổi tối ngày hôm nay, và đây chắc chắn sẽ là một thú vị khi đến với bộ sưu tập The Glory theo đường danh mục và thiết kế Nguyễn Minh Tuấn ngày hôm nay. Và Thanh Thanh tin chắc rằng là những người đẹp, những hoa hậu, những vị khách đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ có những cái sự gửi gắm, và đặc biệt là nếu biết đâu là khi mà chúng ta đi thăm show, chúng ta lại có thể nhìn ngắm được những bộ trang phục đẹp, và có thể sẽ là những trang phục theo chân các hoa hậu của chúng ta lên những sản diễn trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, đang chuẩn bị tiến vào thảm đỏ sẽ được giới thiệu Victoria Phương Trang, sẽ được chào mừng. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngoài những thiết kế dành lại cho tất cả những người mẫu, chúng ta còn có những bộ trang phục dành cho những bạn mẫu nhí. Đây cũng là một trong những mẫu thiết kế mà nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn đã làm cho tất cả các bạn mẫu nhí. Và tin rằng trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị sẽ đi từ những giây phút này đến giây phút khác, những giây phút tận thăng hoa trong bộ sưu tập The Brody của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần phỏng vấn với Victoria Phương Trang. Xin chào Phương Trang, cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Có phải là trang phục bạn đang mặc cũng là một cái có vẻ là các bạn ơi, cho mình nhờ tí nào, cho mình nhờ tí, cảm ơn. Xin chào chị con. Đây, đây, đây. Ok, nhìn đây nào. Một buổi tối tuyệt vời. Thưa quý vị và trên đoạn đất này là nhân vật chính của tối ngày hôm nay, chủ nhân của Fashion Show The Glory Road to the Star. Tôi chào đón nhà thiết kế Minh Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, thiết kế Minh Tuấn Nguyễn sẽ mang đến cho tất cả quý vị quan khách đặc biệt là 2021 và 2022 thì chúng ta chứng kiến những cái sự bùng nổ về mặt nghiệp của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn khi những nàng thơ của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn tham gia thi đấu Trường Sắc Đẹp Thế Giới đều có những thành tích vô cùng ấn tượng. Và chính vì thế mà báo giới như người hâm mộ đặt cho nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn một cái danh hiệu nhà thiết kế nữ hoa hậu. Và ngày tối ngày hôm nay khi mà chúng ta sẽ có được cơ hội chứng kiến những bộ trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn trong bộ sưu tập The Glory Road to the Star thì chắc chắn quý vị sẽ tiếp tục có thể khẳng định hơn nữa và thật nhiều điều cảm xúc. Và cũng xin được chia sẻ với cả quý vị là để có được những trang phục tuyệt vời sẽ trình diễn trong ít phút nữa thôi. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn cùng ekip của mình đã có nhiều giờ làm việc miệt mài và nhiều giờ sáng tạo miệt mài để có thể đem đến cho tất cả quý vị những giây phút thực sự thăng hoa và sẽ hứa hẹn bùng nổ trong buổi tối ngày hôm nay của quý vị. Thưa quý vị, trên thảm đỏ lúc này chính là sự xuất hiện của nhà thiết kế Minh Tuấn Nguyễn cùng Á hậu Lương Mỹ Kỳ và người bạn thân thiết của Lương Mỹ Kỳ mang theo ạ. Kỳ ơi, trao đổi với mọi người chút xíu về ý tưởng này đi Kỳ. Ở đây sáng không? Ở đâu sáng? Và chúng tôi xin mời nhà thiết kế Minh Tuấn Nguyễn, chúng ta sẽ cùng bước đến khu vực phỏng vấn cùng với chương trình ngày hôm nay. Không cần mic, không cần mic đâu. Không cần đâu. Nó le lưỡi kìa. Chắc là chúng tôi sẽ dành một ít thời gian để nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn có thể truyền hình thêm với các vị khách mời, sau đó chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những chia sẻ của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn trong ít phút nữa quý vị. Dám hùng nó hùng. Ôi, không kẹp lên, không kẹp nó dần tới hình đi. Anh thật là cái gì vậy? Nếu bắt rơi thì bỏ đi rồi. Bỏ lên nhớ. Dính son trên con chăn á. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ngoài sự xuất hiện của những người rất là được yêu mến trong showbiz Việt, những hoa hậu mẫu chúng ta còn có sự tham gia đến chúc mừng của những người thân, bạn bè và gia đình Nguyễn Minh Tuấn quý vị. Và tất cả mọi người cùng một con chăn này năm rồi nó có ít ký lắm, năm nay nó nặng tới 7 kg rồi và nó dài hơn. Em định là mang 2 con mà thấy là mang con thôi, làm nhiều quá nó ô về, làm vừa phải thôi. Dạ. Thì anh nhớ là ở trong chương trình là em sợ mấy cái con động vật lắm mà. Dạ không nha anh Mỹ Thuận sai rồi nha. Anh lộn với thí sinh khác rồi, em hoàn toàn không sợ động vật anh nha. Em chỉ sợ con rồng Nam Mỹ thôi. Nhưng mà đối với Trăng thì em rất thích. Bởi vì nó bu quanh, nó liếm trên người em là em thích à. Hồi nãy em có nói là em thích nó liếm. Dạ. Mà nó liếm những cái ý mà mình không thích sao. Cái cảm giác nó nhột nhột, nó đè lên người mình thì mình cảm thấy rất là đã. Những người thân, những bạn bè đã đến chúc mừng cho nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn trong buổi tối ngày hôm nay. Bữa nay em đến với nhà thiết kế Minh Tuấn thì em diện cái trang phục của ai vậy? Ngày hôm nay thì em đang diện trên người bộ sưu tập cái trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Dạ. Rồi còn cái phục vụ họa tiết thì về cái con rắn trên đầu thì kia là họa tiết này thì bên stylist chuẩn bị cho em. Dạ. Dạ. Và như quý vị cũng biết thì ngoài vai trò là nhà thiết kế rất được mến mộ, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn cũng là giảng viên của trường đại học Tech và hiện nay cũng đang một tay có thể đào tạo nên những nhà thiết kế tiềm năng trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng tôi thấy xuất hiện ở thảm đỏ cũng có những người thân, những bạn bè và cả những học viên của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Em chỉ sợ là nó cắn em thôi, em không sợ gì hết. Còn mấy người khác sợ cứ tránh xa em ra. Dạ, em nghĩ vậy. Nhưng mà trường đại học Kinh tế thì thích cũ hơn đúng không? Dạ, em cảm thấy là bởi vì là khi mà em nhận được bộ đồ nè thì em thấy nó quá đơn giản. Bởi vì em muốn nó có một cái gì đó nó ấn tượng và nó để lại một cái gì đó sâu sắc đối với trong lòng của mọi người. Dạ, nên em quyết định là em sẽ thuê con Trăng. chắc mốt em cũng nuôi con quá, tối ngủ ôm. Kỳ có nuôi con nào ở nhà? Dạ không, hoàn toàn không. Bởi vì là em không có nhiều thời gian để chăm sóc động vật. Em rất là yêu thích động vật. Dạ. Trong thời gian tới thì Lương Mỹ Kỳ có những cái chuẩn bị gì, có những dự án gì? Hiện tại thì em đang khá là tốt với công việc kinh doanh của em. Dạ, thì những người nào mà fan mà mua sắm bên em thì cứ tiếp tục mua sắm. Còn em cũng sẽ tiếp tục những cái hoạt động nghệ thuật. Và hy vọng sắp tới sẽ có những điều mới mẻ gửi đến tất cả mọi người. Dạ. Em nói cụ thể hơn cái gì mình mua sắm, cái gì? Dạ, hiện tại thì em đang buôn bán bỏ xỉ lẻ. Thì mọi người cứ lên trên fanpage của em, Lương Mỹ Kỳ có tích xanh. Dạ. Năm nay thì em kinh doanh đó mọi người. Dạ, kinh doanh. Thì con này có đưa vô trong coi dạ. Hay là cái gì ạ? Thì mình ngồi trong coi, mình có ôm Trăng ngồi ở trên cái hàng ghế không? Một xíu nữa thì em cũng diễn với vai trò. Nếu như quý vị là những người, những vị khách quan tâm và đến mình sẽ kéo.